Cô Thủy xin chào các bạn. Cô cảm ơn các bạn. Và bài học hôm nay của chúng ta là học công thức thiết kế tay dập đầm cơ bản. Như các bạn đang nhìn thấy thì trên bảng này của chúng ta đang có phần thân sau này và phần thân trước và phần tay cô đã phát thảo sẵn để cho các bạn dễ quan sát khi học. À, vậy thì để cắt được mẫu tay chuẩn, thì chúng ta sẽ phải qua các quy trình của từng bước à, Nếu như chúng ta mà đã có một bộ khuôn dập rồi mà khi chúng ta sử dụng bộ khuôn dập đó định cắt cho các dáng người hay là những mẫu khác nhau thì chúng ta sẽ chọn là bộ khuôn dập tay trước để chúng ta kiểm tra xem là mẫu tay đó vừa với vòng nách bao nhiêu để chúng ta điều chỉnh cho vòng nách ở thân À, nhưng mà hôm nay thì chúng ta học về công thức cho nên chúng ta học thành một thói quen như các bạn đang làm ở trong may đo thì cô đang hướng dẫn các bạn là vẽ thân sau trước xong rồi đến thân trước cuối cùng mới là tay vậy thì à, nếu như muốn vẽ mà khi vẽ tay mà thật là phẳng và thật là đẹp và chuẩn luôn mà không phải điều chỉnh ở phần nách của thân trước và thân sau nữa thì chúng ta sẽ làm một bếp phép toán trước khi mà chúng ta vẽ tay à, cô nói ví dụ như thế này À, ví dụ chúng ta định cắt là à, dài tay là 54 hoặc là 56 chẳng hạn rộng à, bắp tay là 28 cộng với cử động 3 cm là thành 31 và sâu mang tay à, trung bình của size m là từ 13 đến 13,5 thì khi chúng ta vẽ xong thì các bạn sẽ có một cái cách kiểm tra à, vòng nách của cái tay mà khi chúng ta đã vẽ xong là bao nhiêu thì chúng ta sẽ um, suy ra là vòng nách thân sẽ phải nhỏ hơn vòng nách tay của size M là từ 1 đến 1,5 để khi mà chúng ta may tay vào mấy thân thì sẽ rất là êm và rất là đẹp và cái tay nó sẽ được mỏng rất là là, là vừa vặn uh, và tiếp theo nữa thì khi mà chúng ta um, làm được một cái phép toán mà cho cái phần tay đó là vòng nách của tay ví dụ là 43,5 thì chúng ta trừ đi độ mỏng là từ 1 đến 1,5 đi thì cứ coi như chúng ta chốt là chừng 1,5 đi thì chúng ta sẽ còn là vòng nách thân là 42 thì cái 42 đó thì chúng ta sẽ để cho cái vòng nách của phần thân sau luôn luôn lớn hơn vòng nách của thân trước khoảng 1cm à, ví dụ như vòng nách là 42 thì vòng nách thân sau của chúng ta sẽ là 21,5 còn vòng nách của thân trước thì sẽ là 20,5 À, bao giờ chúng ta cũng nên có một cái độ lệch như thế để khi mà chúng ta ráp cái đường can vai của thân trước với thân sau và với nhau ấy thì cái đường can vai đó nó sẽ nằm hoàn toàn ở phần thân trước thì nhìn bằng mắt trực quan thì chúng ta cảm thấy nó thuận mắt hơn đó à, còn tất nhiên là khi mà chúng ta phát triển mẫu thì các cái đường can ở ví dụ như ở vai hay ở sườn hay ở, ở thân nếu như không phải đi qua các điểm khối thì chúng ta cũng có thể biến các đường can đấy thành các đường liền mà không có đường may À, vì trong nguyên tắc cắt dập ý, nếu như chúng ta càng cắt ít mảnh thì càng tốt chỉ cắt nhiều mảnh cho những dáng người béo hoặc là những người có những cái nhược điểm mà cần phải có những cái đường bổ mảnh đi qua để tạo ra các đường cắt và những đường pha phối để cho khách hàng cảm thấy đẹp hơn thì lúc đấy chúng ta mới sử dụng đó thì đấy là một trong những nguyên tắc cũng như là những cái uh, kinh nghiệm mà cô thủy đã từng làm trong nhiều năm qua và bây giờ thì đến cái phần vào cắt tay thì cô cũng muốn giới thiệu với cả lớp một chút về cái tay mà chúng ta sẽ cắt để cho các bạn dễ hình dung khi mà chúng ta học bài học trong ngày hôm nay à, ví dụ như cô đang nói lúc nãy à, đây là phần tay đã được cắt xong đó thì cái phần mà chúng ta cần phải rút mọng là cái khu vực mà bắt đầu từ điểm khuất nách bắt đầu rút mọng lên trên thế thì uh, khuất nách là như thế nào? khuất nách là khi mà chúng ta mặc vào như thế này này, khi mà chúng ta mặc vào như thế này, mà chúng ta đặt tay xuống thì hoàn toàn cái khu vực mà nó nằm ở bên trong khe nách ở chỗ bảng sườn này này là các bạn nhìn thẳng cũng không thấy mà nhìn ngang cũng không thấy thì đấy cô gọi là tầm khuất. Các bạn hình dung ra như thế để khi mà chúng ta nhìn hình ảnh chúng ta thiết kế cho những cái phần thân hay là phần tay thì chúng ta cũng biết À, cái chỗ đang nhìn thấy nó nằm ở đâu trên bản vẽ để khi mà chúng ta làm dập á để chúng ta đặt các vị trí đường cắt đó chính xác đến 99%. Đấy thì đấy là cái cách khi mà chúng ta nhìn hình ảnh khi chúng ta thiết kế. Vậy thì trên một tổng thể sản phẩm của chúng ta, những chỗ nào là điểm khuất thì vậy thì cô sẽ nói cho các bạn nghe nhé thứ nhất là đây là một điểm khuất đặt tay xuống không hề nhìn thấy ở bên trong thứ hai là khi các bạn nhìn thẳng các bạn cũng không nhìn thấy khuất sườn chỉ khi nào các bạn thiết kế các bạn muốn cho người làm dập biết được ở phần sườn có cái gì thì lúc đấy các bạn sẽ phải thiết kế một cái chiều ngang hoặc là các bạn phải giơ tay lên để các bạn tạo một cái form của cái bản vẽ để nhìn thấy đường sườn như thế nào để cho người làm dập người ta mới biết cách vẽ đó, và điểm khuất thứ ba là ở trên vai. Khi cô Thủy đang đứng thẳng như thế này, các bạn cũng không nhìn thấy đường can vai đúng không ạ? Chính vì thế đây cũng là điểm khuất can vai. Vậy thì khi mà chúng ta tạo ra những cái đường trang trí hoặc những đường cắt rời của cái phần trồm vai á, thì các bạn cũng phải hiểu rằng là trên này của chúng ta nó có một cái phần khuất nữa. Thì phần khuất đấy nếu như trên bản vẽ của chúng ta thì nó sẽ nằm hoàn toàn ở cái phần rông cổ hay còn gọi là cái phần rông vai. Đó thì đấy là những vị trí khuất cho dù nó nhỏ thôi nhưng mà nếu như các bạn muốn chuẩn xác 100% thì các bạn cũng phải hiểu những cái chi tiết đó để khi chúng ta làm dập lên các vị trí nó sẽ đúng 100% như ảnh mẫu người ta đưa ra. Các bạn có hiểu không ạ? đấy thì cái này ý, thì uh, các bạn mà học thiết kế về hình ảnh thì các bạn phải chú ý nhiều hơn uh, vì đôi khi các bạn không để ý cái điều đó các bạn cứ vẽ sau đó các bạn diễn đạt với một người cắt dập là đây là sườn thì cái đấy chính là cái chỗ mà cô đang nói điểm khuất đây là cái đấy rất dễ là bị nhầm uh, ví dụ như cô có một cái đường cắt cong từ bên này sang bên này thì cái chỗ cong này này nó nằm ở chỗ này trên trên cơ thể của mình nhưng nhiều bạn nhìn hình ảnh nhìn thẳng thì cứ tưởng là cái chỗ cong này nó ở sườn Ví dụ như vậy Thế thành ra là đáng nghĩa nó cong từ chỗ chân ngực này cong lên Nhưng các bạn lại đặt điểm cong này ra tận từ chỗ sườn này nó cong lên Thì tự nhiên đến đây nó lại thành một vị trí khác rồi Các bạn hiểu với cô không ạ? Thì đấy là cái lý do mà mình hiểu thế nào là à, điểm khuất Để khi mình thiết kế là trên bản tập của mình Ví dụ điểm khuất này này Từ chỗ này ra đây là 5cm là cái chỗ mà chúng ta khi thiết kế là chúng ta không nhìn thấy Đây ví dụ đây từ ra cô thấy trung bình là 5cm Đó thì đấy gọi là điểm khuất còn trên vai thì cô vừa nói đây từ rông cổi lên thì gọi là điểm khuất. Còn tay của chúng ta thì nó cũng sẽ ăn bắt đầu từ xuôi vai ra. Từ cái chỗ gầm nách ra thì nó cũng từ đây 5 cm ra đây là điểm khuất mà khi cô đặt tay này các bạn không nhìn thấy. Các bạn hiểu chưa? Đấy. Thì đấy là một số lý do. Cái điều thứ hai nữa là cái độ mọng tay này các bạn này. Cái độ mọng tay này của chúng ta ấy thì như cô đang nói về điểm khuất cho nên cô mở rộng kiến thức một chút. À, còn cái phần mỏng tay thì bắt đầu từ chỗ điểm khuất là 5cm lên chỗ đỉnh tay này là chúng ta sẽ hơi cầm và độ cầm đó cho đầm công sở thì trung bình là 1,5cm cả một vòng với size mèo với size M Còn size S thì các bạn chỉ để khoảng một thôi Còn nếu mà size L hoặc size XL thì các bạn có thể nhích dần nhích dần lên một tí Vì vòng lách càng to thì cái độ cầm nó được dàn ra nó sẽ càng nhiều hơn Thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ cân chỉnh trong lúc mà chúng ta nhảy sai Hoặc khi mà chúng ta làm dập chúng ta phải biết được các kích thước đó Để khi bàn giao cho thợ thì thợ mới làm được đúng theo ý của chúng ta đấy thì đấy là cái điều mà các bạn lưu ý à, vậy thì à, lưu ý tiếp theo mà khi chúng ta cắt tay thì các bạn thấy là tay của chúng ta khi cắt dán lên thì cái đường can tay này nó sẽ nằm ở trong gầm và à, khi mà chúng ta dán lại thì cái phần gầm nách này của chúng ta nó phải tròn và cái độ tròn này trong cái khoảng, khoảng khuất nách khuất sườn này này độ cong của cái độ tròn đó cũng sẽ khớp với độ cong của phần thân thì khi mà chúng ta lắp hai cái độ cong này vào nhau giống như là nồi nào vung đấy á thì nó sẽ vừa khít ở đây thì khi mặc lên thì tay của các bạn không bị chống gầm và cái nách của các bạn nó mới êm mà nó không bị kiểu bị cộc kịch nhau thì cái đấy là cái mà các bạn phải lưu ý và kiểm tra bằng cách là khi chúng ta may xong thì các bạn có thể nhìn ở bên trong gầm tay và các bạn để như thế này mà tay với thân nó rất là êm nó rất là êm thì các bạn muốn hiểu được cái điều này thật là rõ Thì cô cũng có một số các cái video mà cô có chia sẻ về cách may tay áo vest Vì tay áo vest là cái cách mà kỹ thuật tra tay khó Thì cô cũng hướng dẫn cái phần này rất là kỹ Thì chúng ta sẽ phải so làm sao để nhìn cái, cái gầm nách này nó phải phẳng khi mà chúng ta may xong Thì lúc đấy mặc lên thì áo của các bạn tay nó mới đẹp và mới êm vào cái phần nách đó và cái phần này rất là quan trọng à, vì đây là những cái phần gọng kìm của cái phần gọng nách này à, đôi khi nếu như các bạn mà mở rộng hơn mà các bạn muốn may quần chẳng hạn thì đây cũng là một trong những cái phần gọng ở trong phần đáy quần thì cũng đều làm kỹ thuật giống nhau đó vậy thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều kỹ thuật ở đây rồi thì khi chúng ta làm bất kỳ một sản phẩm gì mà nếu nó là đường cong mà khi nó được khớp vào với một đường cong khác thì nó phải là trùng nhau hoặc phải là êm đấy thì đấy là cái bắt buộc rồi À, tiếp theo nữa thì à, các bạn cũng lưu ý là khi mà chúng ta, À, hình dung là với cái size M này này, sâu mang tay cô đang để là 13,5 đến 14 cm với điều kiện là ngực 86 và vòng nách 38 thì đây là con số chung mà cô đang đặt cho các size để các bạn không phải áp dụng quá nhiều công thức vào đây mà chúng ta sẽ lấy một con số trung bình. À, tất nhiên là cũng có công thức nhưng mà khi nào mà các bạn cảm thấy cần thiết thì hỏi cô cô sẽ chia sẻ sau để cho bài giảng của chúng ta không bị quá nhiều kiến thức quá nó sẽ bị rối. Thế thì uh, sâu mang tay của chúng ta là từ đỉnh này lấy xuống chính là cái độ này Và chính là từ đây xuống đây gọi là sâu mang tay Thế thì sâu mang tay này các bạn mà lấy trong trường hợp mà bị sâu quá Thì khi các bạn mặc vào Đây trong trường hợp mà các bạn lấy cái phần sâu mang tay này mà sâu quá thì khi mà các bạn để như thế này thì rất là đẹp, rất là phẳng. Nhưng khi các bạn dơ lên thì nó bị mắc, nó bị mắc và nó sẽ lôi cả cái sườn áo này các bạn lên thì cảm giác nó rất là khó chịu nếu mà áo suông thì không sao nhưng mà nếu mà là áo ôm ý thì đôi khi cảm thấy nó rất là khó cử động luôn đấy thì đấy chính là cái lỗi mà do các bạn để sâu mang tay quá nhiều thế còn trong trường hợp mà các bạn lấy cái sâu mang tay này lại ít quá ví dụ như các bạn lại lấy ít hơn cái tỷ lệ cô đang đưa ra cô đang đưa ra tỷ lệ size m là 13,5 đến 14 nếu như các bạn mà chỉ cắt có 12 thôi thì cái tay của các bạn khi mặc lên nó sẽ nó sẽ bị rang ra như thế này rang ra như thế này thì khi các bạn đặt tay xuống thì cửa tay của các bạn nó bị hếch nó bị hết lên thì nó lại cũng không đẹp và khi đặt xuống nó sẽ rất nhiều nếp nhăn ở nách đấy vậy thì cô đưa ra một cái mức mà cô có thể nói đến ngày hôm nay là cái tiêu chuẩn mà cô cảm thấy bản thân cô được trải nghiệm mặc cũng như khách hàng và cũng như sản xuất đồ của công ty thì cô đang để cái mức độ là size M là từ 13,5 đến 14 với điều kiện là cử động bắp tay khoảng 3 cm và chất liệu vải phải hơi co giãn thì nó sẽ có một cái độ nghiêng tay khi mặc vào như thế này và cái góc nghiêng này tương đương với góc 45 độ thì các bạn sẽ giải quyết được không bị bị chật lôi tay và cũng không bị hết cái đầu vai. Đấy, thì đấy là lý do tại sao chúng ta có cái đường sâu mang tay theo một cái mức tiêu chuẩn. À, tiếp theo nữa thì uh, cũng có một số những lý do mà các bạn cắt đúng sâu mang tay 13,5 đến 14 cho size M rồi nhưng tại sao nó vẫn cứ bị hế thì đấy chính là lý do mà quá trình các bạn cắt rộng vai Vai của khách hàng đáng nhẽ là 38 Nhưng các bạn lại chỉ cắt có 36 thôi Vì các bạn bảo là muốn cho vai nhỏ lại để cho người ta mặc gọn không, như thế lại là sai Vì vai của người ta 38 Nếu như các bạn mà định thu vai của họ vào Thì cái đầu tay này của các bạn phải trả lại cái chỗ thu đó Thì tay của bạn nó mới về đúng vị trí tiêu chuẩn ban đầu Như vậy là ví dụ như các bạn cắt 13,5 Nhưng các bạn thu vai vào của người ta 2cm thì có nghĩa là 13,5 đó phải cộng thêm 2 cm nữa và cái tay này các bạn phải đẩy lên cho cô là 15,5. Đấy, thì đấy cũng là một trong những lý do mà tay các bạn bị hếch. Và ngược lại, nếu như người ta cắt vai trễ, nếu như người ta cắt vai trễ, vai người ta cứ cho là 38 đi, nhưng bây giờ người ta cắt những cái kiểu tay trễ, vai người ta người ta muốn trễ khoảng 2 phân là 40, thế nhưng các bạn vẫn sử dụng cái sâu mang tay 13,5 này thì nó lại bị một cái lỗi tiếp theo là nó sẽ bị trùng ở đây và nó bị sệ tay xuống. Các bạn hình dung ý cô không ạ? Đó, thì chính vì thế mà vai các bạn lấy rộng ra bao nhiêu thì tay các bạn lại phải thu ngắn như bấy nhiêu. Như thế thì chúng ta sẽ có luôn một phép toán là nếu mà vai các bạn đưa ra 2 cm thì đầu tay này các bạn giảm đến 2 cm thì sâu mang tay các bạn chỉ còn có 11,5 thôi. Đấy, thì các bạn phải lưu ý là những cái áo dáng rộng, dáng suông phi sai Mà vai của các bạn trễ ra bao nhiêu thì tay của các bạn giảm đi bấy nhiêu Và khi mà các bạn cắt những cái áo kiểu như thế Thì thân áo của các bạn rộng ra bao nhiêu Thì rộng tay của các bạn cũng phải lấy rộng ra bấy nhiêu Để nó cân đối với cái phần thân áo Các bạn hiểu không ạ? Đấy, cho nên là các bạn lưu ý là khi mà chúng ta um, thiết kế tay nhá Thì chúng ta phải nhớ đúng kỹ thuật như cô vừa nói để không bị xảy ra những lỗi như vừa rồi. Còn trong trường hợp mà các bạn quên hoặc là lên sản phẩm mà chẳng may nó bị như thế nào thì alo nhắn tin cho cô, cô sẽ nhắc bài, <laughs> được không ạ? Yeah. OK, cô cảm ơn các bạn. Ôi vỗ tay. <laughs> okay. Thì đó, mặc tay áo giấy cũng thấy thích thích Nên nó không muốn cởi <laughs> OK, cô treo tí cho cả lớp tỉnh ngủ. À rồi thế thì còn nhiều kỹ thuật ở đây lắm nhưng mà bây giờ mà cô cứ nói nhiều quá thì lại không vào được cái phần công thức thành ra là thôi chúng ta cứ giải rác dần những cái kỹ thuật và những cái kiểu tay cô sẽ hướng dẫn vào các bài tiếp theo nhé vì tay rất là nhiều kiểu vì áo của chúng ta hay là váy của chúng ta thì đôi khi cái tay nó cũng là điểm nhấn và cũng là cái tay nó cũng sẽ giúp cho mọi người có được một cái dáng người cũng như là tạo dáng cho một cái áo nó đẹp hơn rất là nhiều cho nên là chúng ta rất là quan trọng ở phần tay và để cho các bạn vẽ được một mẫu tay như cô vừa nói và đúng tiêu chuẩn thì bây giờ cô xin mời cả nhà sẽ cùng nhìn lên bảng để chúng ta sẽ vẽ sai tay mờ trước